Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 9 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới vẫn nằm trong xu thế tăng. Nhưng một số ý kiến không loại trừ khả năng vàng sẽ quay trở lại mức 1.900 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, giá vàng vẫn yên ắng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Dù vậy, giá vàng miếng vẫn tiếp tục treo cao và đứng vững ở trên ngưỡng 68.200.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp về dưới mức 12 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng và 800.000 đồng một lượng so với giá vàng nhận mua số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 67 triệu 600 nghìn đồng một lượng và chiều bán quanh mức 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhận bốt số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 56 triệu 250 nghìn đồng một lượng và 57 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 67 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 67 triệu 550 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 270 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 700 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 67 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 67 triệu 600 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 700 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá chiều mua 67 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 67 triệu 600 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 67 triệu 550 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 67 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Mê Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 67 triệu 700 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 67 triệu 650 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 901 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 901 nghìn đồng một lượng đến 57 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, trong tuần trước, vàng đã có được mức tăng 1,3% nhờ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu cho thấy
tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và chỉ số sản xuất ISM cho thấy ngành công nghiệp của Mỹ tiếp tục suy yếu. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của hãng tin Kiku News cho thấy hơn 2/3 các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 9. Và sau nhiều tuần thận trọng cũng như ý kiến trái chiều, các nhà phân tích thị trường cũng lạc quan về kim loại quý này. Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho biết giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới. Ông cho rằng các dữ liệu gần đây có vẻ đang ủng hộ cho vàng. Phần lớn, các báo cáo kinh tế gần đây đều cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu. Thị trường đã định giá chu kỳ tăng lãi suất ở Mỹ đã kết thúc. Dựa vào diễn biến gần đây của vàng, ông Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Ông dự báo kim loại quý màu vàng sẽ giao dịch trong phạm vi từ 1975 cho đến 1985 đô la Mỹ một ounce trên thị trường giao ngay. Trong khi đó, ông Daniel Pavinon, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại Rio Fury lại cho rằng kim loại quý này vẫn sẽ chịu áp lực trong ngắn hạn khi một số dữ liệu vẫn tương đối mạnh. Lạm phát vẫn ở mức cao đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khó có thể cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Môi trường đó chắc chắn sẽ kìm hãm thị trường kim loại quý. Ông Sialuk, đồng giám đốc bảo hiểm thương mại rủi ro tại Watsading dự báo vàng có xu hướng giảm trong tuần này trong bối cảnh đồng đô la và thị trường chứng khoán mạnh. Ông giải thích, với cổ phiếu và đồng đô la cao hơn, điều đó có nghĩa là giá vàng sẽ thấp hơn. Theo ông, sự thay đổi gần đây của vàng là do thị trường chứng khoán đang đi chậm lại một chút. Tôi dự báo vàng sẽ tăng trong dài hạn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể dao động và kiểm tra lại mức 1.900 đô la Mỹ một ounce một lần nữa. Ông Frank McGee, nhà kinh doanh kim loại quý tại Financial cũng nhận thấy vàng có xu hướng giảm trong tuần này khi Fed không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc xoay trục đã được kỳ vọng từ lâu. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lưu ý các nhà đầu tư nên để mắt tới biến động của đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong tuần này vì sẽ có ít dữ liệu được công bố có thể sẽ tác động đến lập trường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.